Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì Johnny lại có cơ hội để mần một chiếc xe mới tại trường Việt Nam. Đây là chiếc Jaguar FP có giá bán hơn 4,2 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam vừa ra mắt ngày 18 tháng 5 vừa qua mà mình đã có cơ hội trải nghiệm rồi các bạn nhé. Đây là vô lăng của chiếc Jaguar FP này. Màn hình điện tử phía sau vô lăng nhìn rất là đẹp luôn. Đây là cái công nghệ đang được phổ cập hóa tiêu chuẩn trên những mẫu xe Jaguar và Land Rover các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ review cho các bạn camera 360 độ trên chiếc Jaguar FP này. Để kích hoạt cái camera 360 độ mà không cần vào lùi các bạn sẽ vào cái này, đó, chúng ta sẽ thấy ngay cái công nghệ camera nó đặt nổi bật ở đây Chúng ta sẽ kích vào Nó sẽ hiển thị camera 360 độ cho các bạn xem Đây các bạn này Nó lại sẽ mô phỏng một chiếc da UFP bên trong cái màn hình này này các bạn này Tuy nhiên chiếc da UFP này nhìn nó rất là thực tế và rõ nét Công nghệ cam 360 trên chiếc giao uh, UFP 2021 này Nó thực tế và rất đẹp luôn các bạn nhé Chất lượng hình ảnh nó rất là ok luôn ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh được rất nhiều cái góc cam thông qua cái những cái biểu đồ đây các bạn để những cái nút đây này, này đó, nút giống hình cái camera đó các bạn sẽ kích vào bất kỳ một cái camera nào mà các bạn muốn quan sát ở cái góc đó thì cái màn hình lớn bên này nó sẽ hiển thị luôn đây là những cái góc gần này góc rộng này các bạn này đó góc siêu rộng luôn nhá giống như camera của iPhone 11 hay là iPhone 12 nó rất rộng luôn các bạn này thì trên xuống này đó các bạn nhìn thấy không chiếc xe USB đời mới này đó từ trên xuống này rất là thực tế luôn hoặc là các bạn có thể xoay ở đây sau uh mình sẽ cho nó lên góc trên này đây sau khi các bạn xoay này xoay một cái thì nó sẽ điều chỉnh cam các bạn nhé đây các bạn sẽ như này chỉ cần một thao tác vuốt thì nó sẽ đổi góc cam cho các bạn quan sát kỹ hơn nó không giống như chiếc a 8 l hôm trước thì mình dùng con di mình xoay 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 đến đâu thì nó đi đến đấy còn cái này thì nó sẽ sau một thao tác vuốt thì nó sẽ điều chỉnh ra mỗi góc cam khác nhau cho các bạn nhé đó là cái màn hình camera 360 độ trên chiếc Jaguar FP đời 2021. Cái camera này nó hiển thị trên cái màn hình 11,4 inch hoàn toàn mới của Jaguar các bạn nhé Đợt trước thì nó màn hình khoảng hơn 10 inch thôi, bây giờ là 11, 11 4 inch và đặt nổi như một chiếc iPad gắn vào đây này các bạn này. Đó, rất dễ tháo lắp luôn. Ở phía dưới thì có cụm điều hòa hai vùng độc lập cần số của chiếc Jaguar FP đây là cần số hoàn toàn mới thay thế cho cái núm xoay ngày trước các bạn nhé đây là một cái cần số nhỏ gọn này các bạn này cầm sẽ rất là vừa tay luôn PRNDS và P sẽ nằm ở cái cụm dưới này, nút khởi động ở đây. Oh, con lăn để điều chỉnh uh, uh, điều chỉnh âm thanh này, các cái nút bấm liên quan đến uh, vận hành các bạn này đó. Rất là xịn sò luôn các bạn ạ. Chiếc này thì uh, thuộc phiên bản uh, SE cao cấp và có giá bán là hơn 4,2 tỷ đồng, dùng động cơ 2.0 L 200 uh, hơn 240 mã lực các bạn nhé 2.0 L 200 hơn 240 mã lực khá là mạnh từ chiếc Jaguar Pay rồi. Nó còn bản 3.0 nữa, mạnh 395 mã lực luôn. Đó là những gì mình muốn giới thiệu về camera 360 độ. Mình sẽ còn một clip chi tiết sau các bạn nhá.